Rạng sáng nay, xe container chở thùng hàng 40 feet chạy trên quốc lộ 60 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Trà Vinh. Khi đến gần cầu Cái Cấm, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, xe bất ngờ đâm vào giải phân cách, lao qua làn đường, đâm trực diện ô tô khách giường nằm chạy chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến xe khách nát phần đầu, đầu container biến dạng, tài xế ô tô giường nằm và nữ hành khách ngồi sau lưng đã tử vong. 15 người bị thương được đưa chuyển đi cấp cứu, hiện 8 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, 7 người còn lại đang được điều trị. Cục đăng kiểm cho biết, theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, 4 khoản lệ phí có thể được bãi bỏ, bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận thợ hàn, đăng kiểm viên, giấy chứng nhận cơ sở chế tạo trạm thử, phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bỏ quy định việc cấp lại giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận tạm thời. Nếu được thông qua, thông tư thay thế trên dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có thông báo rộng rãi đến các trường học, viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, mời tham gia hiến kế về đảm bảo an toàn giao thông xe máy năm 2016. Chủ đề được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra là nghiên cứu về tình hình tham gia giao thông của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục. Theo Ủy ban này, những năm gần đây, số lượng xe đạp điện, xe máy điện gia tăng nhanh chóng và thiếu sự kiểm soát dẫn đến nguy cơ tai nạn tăng cao. Kết quả từ các nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu An toàn Giao thông xe máy tại Việt Nam năm 2015 cho thấy, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của học sinh trung học phổ thông là 32,5 trên 100.000 trẻ, cao gấp 4 lần tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở người bình thường và cao gấp 8 đến 9 lần nhóm trẻ cùng độ tuổi ở các nước phát triển.